Này thiện hiện, trí nội không, trí nội ngoại không, trí không lớn, trí không thắng nghĩa, trí không hữu vi, trí không vô vi, trí không rốt ráo, trí không không biên giới, trí không tàn mạn, trí không không đổi khác, trí không bản tánh, trí không tự tướng, trí không cộng tướng, trí không tất cả pháp, trí không chẳng thể nắm bắt được, trí không không tánh, trí không tự tánh, trí không không tánh tự tánh, hoặc trí chất như, trí pháp giới pháp tánh. Trí tánh chẳng hư vọng, trí tánh chẳng đổi khác, trí tánh bình đẳng, trí tánh ly sanh, trí pháp định, trí pháp trụ, trí thật tế, trí cảnh giới hư không, trí cảnh giới bất tư nghì. Này thiện hiện, đó gọi là các trí không, vân vân. Này thiện hiện, những gì là 10 địa Bồ Tát? Này thiện hiện, cực hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diệm tuệ địa, cực nan thắng địa, thiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện tuệ địa, pháp vân địa. Này thiện hiện, đó gọi là 10 địa Bồ Tát. Này thiện hiện, những gì là 5 loại mắt? Này thiện hiện, mắt thịt, mắt trời, mắt tuệ của thánh, mắt pháp, mắt Phật. Này thiện hiện, đó là 5 loại mắt. Này thiện hiện, những gì là 6 phép thần thông? Này thiện hiện, thần cảnh trí chứng thông, thiên nhãn trí chứng thông, thiên nhĩ trí chứng thông, tha tâm trí chứng thông, túc trụ tùy niệm trí chứng thông, lậu tận trí chứng thông. Này thiện hiện, đó gọi là 6 phép thần thông. Này thiện hiện, thế nào gọi là 10 lực Như Lai? Này thiện hiện, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác. Nếu là xứ thì biết như thật là xứ, chẳng phải xứ thì biết như thật là chẳng phải xứ, đó là thứ nhất. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác. Đối với các nghiệp và các pháp thọ xứ, nhân dị thục quá khứ, vị lai hiện tại của các hữu tình đều như thật biết, đó là thứ hai. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với các thế gian, chẳng phải một cõi mà tất cả các cõi đều như thật biết, đó là thứ ba. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với các thế gian, chẳng phải một tháng giải mà các loại tháng giải đều như thật biết, đó là thứ tư. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với Bồ Đặc Già La và các căn thắng liệt của tất cả hữu tình đều như thật biết, đó gọi là thứ năm. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với tất cả biến thú hành đều như thật biết, đó là thứ sáu. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với các căn lực giác chi, đạo chi, tịnh lự, giải thoát, đẳng trì, đẳng trí, tạp nhiễm, thanh tịnh đều như thật biết, đó là thứ bảy. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác dùng thiên nhãn thanh tịnh siêu vượt loài người, thấy các việc thiện ác khi sanh, khi chết của các hữu tình như thế, do hành động ác của ba loại thân ngữ ý, do các tà kiến, do hủy báng hiền thánh, nên đọa vào các đường ác. Hữu tình như thế, do hành động tốt đẹp của ba loại thân ngữ ý, do các chánh kiến, do khen ngợi hiền thánh, nên sanh vào các đường lành, sanh lên cõi trời. Lại dùng thiên nhãn thanh tịnh vượt hơn người thường, thấy sắc đẹp sắc xấu khi sanh khi chết của các hữu tình, từ chốn này lại sanh vào đường lành đường dữ. Đối với các hữu tình theo thế lực của nghiệp mà sanh vào đường lành đường dữ đều như thật biết, đó là thứ tám. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với vô lượng các sự việc ở đời trước thuộc quá khứ của các hữu tình, hoặc một đời, hoặc trăm đời, hoặc ngàn đời, hoặc trăm ngàn đời, hoặc một ức đời, hoặc trăm ức đời, hoặc ngàn ức đời, hoặc trăm ngàn ức triệu đời, hoặc một kiếp, hoặc trăm kiếp, hoặc ngàn kiếp, hoặc trăm ngàn kiếp, hoặc một ức kiếp, hoặc trăm ức kiếp, hoặc trăm ngàn ức kiếp, hoặc trăm ngàn ức triệu kiếp, cho đến các việc làm, các lời nói, các hình tướng của đời trước đều như thật biết, đó là thứ 9. Tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với các lậu tận, vô lậu tâm giải thoát, vô lậu tuệ giải thoát đều như thật biết. Đối với sự lậu tận của mình, pháp chân giải thoát, tự chứng thông đạt, an trụ trọn vẹn, như thật nhận biết. Sự sanh của ta đã hết, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, chẳng còn thọ sanh đời sau nữa, đó là thứ 10. Này thiện hiện, đó là 10 lực Như Lai. Hết quyển thứ 380.